Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Block Food cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazy Lan. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Hôm nay mình với Dax tiêu diệt tất cả boss ở từng si. Tuy nhiên những combo tụi mình sẽ ngẫu nhiên được upgrade lên bởi hai dòng quay chát quỷ và kiếm này. Và nếu như quay chúng món vũ khí nào thì tụi mình phải sử dụng món vũ khí đó để đi đánh boss. Và nếu như tụi mình bị boss đánh bại thì video này sẽ kết thúc, bởi vì tụi mình chỉ có một mạng nhất thôi. Và đầu tiên chắc chắn sẽ là con boss Godzilla King này. Ok, và dòng quay đầu tiên sẽ là dòng quay chát quỷ nha. Để coi hai tụi mình sẽ sử dụng chát quỷ nào đầu tiên đây. Wow, và đó là trái sao. Sao đúng không? Chứ sao đúng không? À, trái tổ luôn, nhưng mà con boss đầu tiên là Godzilla King mà. Đâu cần dùng tới trái này đâu ha. Em lắc quá. Ok, và về phần kiếm thì mình nghĩ không cần phải quay đâu nha các bạn, nhưng mà thôi, quay cho đủ lại đi. Let's go. Và đó sẽ là Shoken, chuẩn không? Anh đoán là vậy nha. Yes sir, chuẩn rồi, Shoken. Và đây là trái sao cùng với Shoken. À, mình nghĩ là con boss này không chịu nổi hai hit đâu nha các bạn, nên là quýnh nó từ từ thôi. Mày, ui cháu vậy á. À, như lần này nó có tiếng bộ hơn thì phải. Chiêu V, âm thanh bùng nổ. Ui. Anh reset start chưa? Anh quên reset start. Chắc là cũng một hit nó bình thường thôi mà đúng không? Đến đây con boss tiếp theo nào, let's go. Tứ hoàng bất ghi nha. Ôi ôi, chưa chấn xuống kiếm luôn kìa. Từ từ anh trai ơi, đang quay chát quỷ cái đã. Con búp bi này hung hăng các bạn. Mong là chát quỷ đó phải mạnh mạnh xíu, đấm nó cho đau nha. Ôi đây rồi. Cái mắt ma hả? Ok, để xem coi là cái kiếm nào sẽ đối đầu với con bất ghi ở đây. Mà anh nghĩ là cái kiếm không giết nó đâu nha. Đương nhiên rồi, và đó là Chu Chip Bồ Katana. Ok các bạn ơi, thì đây chính là Chu Chip Bồ Katana nha. Tuy nhiên thì mình cho bị đắt nó mượn một cây rồi. Rồi còn cây còn lại đâu anh? Ở trong quần anh nè. À. Gì vậy? Hả? Gì cái gì trong quần anh? Thì Zoro nó hay nhét cái kiếm vô trong quần mà. Mong vậy. Dứt nó nè. Mày không bất ghi, đỡ nè cô. Ôi quýnh gà đam thiệt kìa. Bất ghi đâu né được kiếm đâu phố. Ủa hết rồi hả? Vậy thôi cho nó ăn chiêu của mắt ma đi. Không đủ năng lượng, what the hell bro. Mày ui nặng lắm phố. Ây da, easy. Ok, và đối thủ tiếp theo tụi mình là ai đây? Một con boss Yeti nha các bạn. Yeti hả? Trời, mấy con boss này đều có đặc điểm nó hung hăng như ta. Thôi được rồi, nếu mà nó muốn vậy thì mình sẽ quay con chát quỷ thiệt là mạnh nữa nha. Ê, nó chơi á, quay chát cùi cùi hơn cũng được. Wow, và đó là trái đất. Ủa, trái đất hay là trái đất? Trái đất. Ok, thì lần này chúng ta mới có cơ hội gọi là dùng kiếm nè. Chứ con boss hồi nãy thì hơi phế với kiếm nha. Kiếm long sword, kiếm dài các bạn. Hình như chiêu cái này bá đạo lắm hay sao á, mới được reward mà. Chiêu dách nó gì đây? Annihilate. Ui, thảm thực vật hả? Và chiêu dách là chiêu này giống như cái Dark Blade quá vậy. Tù ghê ta. Solo kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Đừng. Nhà em đã kết thúc video rồi các bạn ơi. Ôi con boss này nguy hiểm quá. Ui, anh đẩy xuống biển rồi. Gớn biển rồi. Lại. Mày lao. Rồi sử dụng chiêu dách đi các bạn ơi. Ôi chết Phúc, để anh cứu em. Mày chạy đi Phúc. Thằng này cứ để cho anh. Mày hả cu? Ây da, ây da, sao con này mạnh quá vậy? Bro, con này thật sự là thử thách nè. Ném cậu với nó đi. Mê khó mê ha. Thôi anh sử dụng kiếm chém nó cho. Anh nghĩ là cái kiếm của anh mạnh hơn á. Ơi Phúc ơi, cứu anh, cứu anh, cứu, cứu. Ủa sao em xài da mà? Hả, em có cầm kiếm đâu. Ủa em xài tay không hả? Và đội hữu tiếp theo chúng ta đó chính là ai đây? Vai Amiral. Lần này thì mấy con boss nó được mạnh lên chút xíu nha các bạn. Nên là bây giờ mình nghĩ phải cần mấy trái quỷ gọi là trung bình. Ê, what the Kitsune nha các bạn, một con boss ở C1 mà chúng ta sẽ sử dụng trái Kitsune đánh với nó. Em nghĩ là cái việc quay kiếm này còn ý nghĩa không không? Em nghĩ là hồng rồi đó. Cây Bibe. Ủa, hồng Midnight Blade rồi. Nói chứ anh cũng phải test chiêu của cái kiếm một hai chiêu cái đã, cho mọi người biết chiêu ra sao, hiểu không? Đó, mày. Ê, có chúng quá, kiếm này lỏ các bạn ơi, để mình cho các bạn xem nè, sức mạnh tối thượng. Nó phải gọi là như thế này. Ôi, con boss này chịu không nổi sức mạnh của anh rồi Phúc ơi. Trên phân mới sành luôn không? Biến hình cái Kitsune luôn không? Không biến hình được luôn rồi, mát này yếu quá. Mới mọc có hai đuôi rồi mà nó lụm nụ rồi. Hơi ổn với cái Kitsune luôn á. Hơi ổn với cái Kitsune. Và con boss tiếp theo của chúng ta đó chính là anh một tay. Ủa, sao có lại hai tay rồi? Nhớ ngày xưa một tay mà chắc mới đi phẫu thuật dạ. Ôi, anh sang tóc đỏ mọc lại hai tay các bạn ơi. Tụi mình sẽ chúc mừng anh ấy bằng cách là quay chiếc quỷ và đánh nó luôn nha. Đúng thiệt là người tốt mà. Để xem coi quýnh với anh Saber. Ui, quýnh với anh Saber thì lại xài chiếc quỷ lỏ à. Chết xong mất. Thôi không sao bạn ơi, Saber kiếm sĩ mà, tụi mình sẽ sử dụng kiếm để quýnh với nó nha. Ấy, Saber luôn kìa. Ôi, không phải là Rengoku. Như các bạn biết á thì chiếc smoke này rất là lỏ rồi, mà Saber lại là kiếm sĩ
nữa là tụi mình sẽ quyết định sử dụng kiếm để PvP với nó nha. Mày dở cái kiếm sĩ diệt quỷ hả cô? Ê anh kẹt vô bức tường Phúc ơi. Ủa trái xe móc mà. Ủa trái xe móc hả? Thôi kệ đi, em không có, em dùng trái của cụ ấy. Phúc, what the hell bro? Ui bây giờ mình chỉ còn một mạng thôi các bạn ơi. Mình mà chết là coi như video kết thúc. Ủa sao trái chớp mà nó không né được kiếm vậy, cố lên. Ủa em sẽ trái chớp em yếu vậy hả? Trái chớp mà bị kiếm quýnh chết các bạn, bựa thiệt. Không sao để anh gỡ lại cho Phúc ơi. Mày láo sao bơ, tao mới là kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới. Và đó là yes sir. Ui thắng rồi. Anh còn có nửa cây máu à, con này cũng dữ quá. Hên đó nha các bạn, quy đắc này đúng là báo mà. Ok, đến với boss tiếp theo nào. Nhà của ba anh em Do Flamingo C1 nha. À, mấy nãy dí hoài luôn kìa. Để anh quay chát quỷ cái. Tiêu nên đi anh quýnh mày sao. Ui, chết Dragon. Nè, trái kình chon hả. Trái kình chon thì thôi ra cái kiếm là Coco được không? Ra Coco có vẻ hợp lý hơn đó đúng không? Ui, không ra Coco các bạn ơi. Ra Yama. Kình chon mà kết hợp với cây Yama này cũng hơi lỏ nha các bạn, nhưng mà không sao, sức mạnh mình có thể nâng cả cái pháo đài lên luôn mà. Ủa trời. Ủa không phải hả, tưởng nâng được cái pháo đài chứ. Thôi ném đá dấu tay nha các bạn, mình sẽ cắt cái cây chọi vào đầu nó. Mày lao chết, lỡ đánh thằng anh đó lên ơi. Ơi cân hai đúng không, lỡ quýnh thằng anh rồi luôn, thôi luôn. Lỡ nha các bạn. Ôi xin lỗi mọi người, chúng ta lỡ tay rồi. Mày hả bội. Ôi cái kình chon quýnh cái đảo này hơi bị mạnh đó nha. Mày láo. Ủa đâu rồi, bay đâu rồi. Tụi nó bị quýnh văng vô trong này luôn các bạn ơi. Cái kình chon mạnh thiệt luôn á. Ý là phạm quái thôi nha, chứ BBB thì hơi khói bụi quá vậy. Một thằng. Let's go. Thôi còn thằng này mình lỡ quýnh rồi chắc dứt luôn nha các bạn. Mày láo solo. Ủa nó quýnh không trúng luôn kìa, bựa vậy. Boss này gàn hả vãi. Con boss này không phải kiếm sĩ mạnh nhất các bạn ơi, thua anh sang tóc đỏ nữa. Easy vãi. Vậy là tụi mình đã đánh bại được hai con boss một lượt luôn nha. Và tiếp theo sẽ là Do Flamingo nhưng mà phiên bản lỏ. Ai, để xem coi mình có thể quay được trái Spider đối đầu với Do Flamingo hay không nha. Và câu trả lời chính là không. What? Trái Flame. Trái Flame cũng ngon các bạn. Còn cái kiếm thì mình nghĩ là chắc cây Bibe đi, cây gậy lửa của Saber á, cho có đôi có cặp nha các bạn. Oh no, Chu Shipper Katana hả? Đây, lần này thì mình đã sở hữu được cây Chu bờ katana phiên bản phát nha các bạn. Mình nghĩ là chúng ta sẽ sử dụng cái flame đối đầu con boss này thì ngon hơn á. Mày láo, đi ra ngoài đây nè. Ủa sao không trúng vậy? Ui cái gì? Ui vụ nổ lớn quá các bạn ơi. Nhưng mà còn một vụ nổ nữa nè. Tuy nhiên thì đam không có nhiều lắm nha, kỳ ta hiệu ứng cũng khá là phi phai á, nhưng mà đam thì không có bao nhiêu hết. Ui cái này đẹp quá vậy, đúng là Chu Shipper Katana phiên bản lõ mà. Không được như hàng real nhưng mà vẫn là gọi là 1-9-1-10. Thầy à Phúc ơi, anh còn có nửa cây máu rồi Phúc ơi. Em bị đứng bên rồi, đánh mình lên đi nha. À còn mình anh trong đây thôi hả? Ừ. Cố lên chứ lửa ơi, tôi tin cậu. Ây da, con này quýnh xa chứ vậy. Còn Do Flamingo đặc biệt nha bạn, đó là ở si nào nó cũng có chiêu quýnh xa hết. Bá đạo bá cức, mày quýnh xa. Chỉ cần mình cố gắng làm không thể đánh bại nó mà đúng không? Con boss nó bị đứng bên giống em mà nè. Ủa không phải, không phải, không phải Phúc ơi, không phải Phúc ơi, cứu anh Phúc ơi. Ui, ui. Em tới. Anh đỏ cây máu rồi. Mày hay hay, mình phải đánh giá là mấy con boss trên cái đảo này quá mạnh nha các bạn, không biết sao nó mạnh tới mức đó nữa. Và con boss kế tiếp của tụi mình đó chính là Đô Đốc Nhung Nham Akainu. Để xem coi tụi mình sẽ ra trái quỷ nào để báo thù trên A nha các bạn. Và đó là trái tơ. Quỳ quá thôi, không sao, trái tơ cũng ngon mà. Mặc dù thì Vi Đắc chỉ có hai chiêu thôi đúng không Vi Đắc? Đúng rồi, em chỉ có hai chiêu mà combo này cũng khá đắt tiền á nha. Anh sợ bây giờ xài mấy trái quỷ xịn xong hồi lên C2 C3 rồi quýnh không lại con boss chở nó ba. Ờ không có trái quỷ xịn để quay. Trái tơ này thì quá bá đạo khi farm boss luôn đó. Coi nè, một chiêu V thôi là 10.000 máu đúng không? Sao có 2.000 mấy, 3.000 vậy? Hình như trái tơ chỉ mạnh khi nâng start thôi các bạn ơi. Tơ nhỏ anh bộc phá 724 máu. What the hell bro. Anh nhớ bữa chơi nó cũng mạnh lắm mà ta. Thôi xài Saber đi các bạn ơi, sóc đam cho lẹ. Ui 2.000 mấy đam luôn hả? Đúng là Saber có khác mà, cái kiếm mạnh nhất thế giới các bạn ơi. Còn Akainu thì nó cũng bị lắc nữa hay sao, anh thấy đi kỳ giật luôn, em thấy không vậy? Ừ nó bị lắc theo em hay sao á. Không biết Akainu xài mạng nào ha, nhưng mà thôi rất tiếc nó cua hết rồi. Ok và chào mừng các bạn đến với dinh thự của Fishman Lõ, cha của người cá Alon. Ở dưới nước thì mình nghĩ là chúng ta sẽ quay ra trái băng nha các bạn, đóng băng nó lại. Hoặc là trái bột để lăn bột nó không. Ôi trái bột rồi, có bột rồi thì cho cái kiếm này có lửa đi, nấu con cá mới được. Ui thiệt luôn kìa, Shisui Amaterasu. Không biết cái này có lửa không ta, thử nha. Bùm, ui ngầu vậy nhưng mà không có lửa. Ê anh nghi quá à, combo mạnh mạnh như hồi về sao chắc thua quá. Ờ vậy sao đâu còn combo mạnh nữa để xài. Gì mà xài gần hết mấy trái xịn rồi ba, Kitsune đồ hết trơn luôn rồi. Thôi sao giờ quýnh cho sướng tay các bạn ơi, mất công hồi thua nữa. Ê cái Shisui này combo anh nghĩ chắc phải cần kỹ năng cao lắm luôn á, thấy chiêu định hướng không à. Ôi coi chừng cái phút gì vậy, sao em xài chứ một chi V1 nhìn lỏ vậy Vi Đắc. Chứ em không có chế mô chi V2. Vi Đắc đúng là thằng lỏ mà, hết chế Spider lại tới chế mô chi các bạn ơi.
Ây da ơi, con này nó có chiêu kéo khó chịu vậy, anh sắp đi rồi Phúc ơi. Nè này thì chơi miếu mình sắp chết rồi kìa. Không sao, anh khống chế lại cho dứt điểm đi Phúc. Let's go. Ui chưa được nữa. Mày em cũng đỏ mà máu không kìa. Bà đó là em chết luôn rồi đó. Và tiếp theo sẽ là con boss Whisper, con bazooka các bạn, nó chơi xài súng đó, cẩn thận con này nha. Mấy con này thì mình nghĩ là bắt đầu phải cần mấy chiếc quỷ thật sự mạnh rồi nè. Nó ra chơi spin kìa, chứ lo xo. Sao lúc đầu không vậy đi. Mấy con yếu thì lại chơi chiếc quỷ mạnh, còn mấy con mạnh thì chơi chiếc quỷ yếu các bạn. Ui, sắc anh cho. Yeah. Ok các bạn ơi, hên là còn cái cây sắc anh cho gỡ gạt lại nha. Nè Phúc đánh quăng nó qua cho em nha. Bắt nè, okay. Combo đi, combo đi, combo đi. Đó, đó. Ui đó. Hay. Vô. Em có chiếc quỷ không mà anh chạy ra đi. Ủa vậy em không combo được hả? Cờ nóc, đừng khinh thường chết spin nha. Coi anh là Phúc combo bỏ chạy. Ai để anh thử anh quăng xuống biển thôi nha. Quăng mày xuống không? Quăng mày xuống nè cu. Ui rơi xuống thiệt kìa. Ôi nó hết là thiên thần rồi Phúc ơi. Ủa nó vẫn trở lại hả? Mày trở lại thì tao quăng mày xuống cái nữa. Xuống nó đi mày. Thằng này nó lì, thằng này nó lì. Ây da da, nó bắn anh kìa. Ôi, what the fuck. Ây vậy. Và đương nhiên, con boss tiếp theo sẽ là Enel. Ê, lần này nó mới đi, nó có đeo cái khăn trên đầu nữa kìa. Giống hàng rapper á. Anh em tới, anh rap hay không? Yeah, hay, hay, hay. Gắt như cạp. Anh em muốn gây rap nữa thì nhớ comment bên dưới nha, mình rap thêm cho. Và đó là, ủa, cái này phải cyber không? Ủa đâu phải kết lát mà. Thôi các bạn ơi, không ngờ là có kiếm giống cái cyber mức này luôn á. Nhưng mà nó là phiên bản lõ nhất nha. Kết lát. Ui, phải cái trưởng combo chung nha. Mày, ủa lộn chiêu Phúc ơi. Nhưng mà không sao, để anh sửa sai. Rồi, trời sai luôn. Ơi, trời, đây nè, con chiêu B hay tự nè. Ui, sao chiêu B bự vậy? Nè, con combo người ta nè. Xài chiêu C lên, hiểu không? Nó. Rồi kết lát, chặt lên. Không trúng cái gì luôn, dạ. Kết lát này phế quá. Ui, nó xài chiêu kìa, này ghê vậy. Cẩn thận nha, nó xài chiêu á. Ừ, cho nó bay lên trời hoài thôi Phúc. Nè, chỉ anh em combo nha, nhảy lên xài chiêu C. Đó, rồi cầm kết lát ra, xài chiêu X. Ê, mất chúng rồi nè, mất chúng rồi nè. Chắc con bị đắc phải tự hào đó các bạn ơi. Anh hay lắm, anh hay lắm. Thôi quýnh thường nó chết luôn nè chứ. Ui, em đừng có chọi cho nó coi. Mù mắt quá. Mày đi, mày đi. Ây da, đừng chơi sắp xếp. Easy, em giết cả nha. Và chúng ta sẽ đến với con boss cuối cùng với C1. Đó chính là thợ đóng tàu Frankie. Ủa, sai boss Frankie chứ. Bình thường tới con boss này á, là với đắc nó sẽ hay địch nhất. Ê, nữa, không có địch. Ta nói lần trước em không có địch mà. Rồi, để coi trái quỷ nào đối đầu con Frankie đây, chùm cuối với C1. Đắc, ở chiếc Shadow. Ôi, chiếc Spy. Ủa, Shadow hả, ghê hả. Rồi, các bạn ơi, quay mấy trái quỷ ngon ngon vậy, hồi lên C2, C3 là cút luôn nè. Rồi, đắc led luôn. Mình nghi lắm, mình nghi hồi lên C2, C3 là cút lắm nè. Giờ sắp hết trái quỷ xịn. Rồi. Kéo nó lại đây, kéo nó lại đây. Nổ đi Phúc. Ừ, mới được anh nổ nè. Mày hả bội. Ui, trái này mạnh quá vậy. Đang xì lì luôn kìa các bạn. Các bạn thấy con boss ở đâu không vậy? Mày đặt nó quýnh chiêu nổ đùng 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 luôn mà. Ê, hay ta, tận dụng tối đa vậy. Ấy kìa, bro. Ơi, anh địch á. Anh nghe lần này anh nghe rõ luôn nè, một cái đồn. Ôi, anh địch lần này là tiếng chuẩn luôn á. Mới đắt nó mới vậy, địch một cái đồn luôn các bạn ơi. Trời ơi, tội nghiệp boss Phúc ơi, đen thui hồi chắc nó tội nghiệp nó lắm á. Chưa kịp địch nữa là chết rồi. Em địch mà. Các bạn hãy nhớ comment bên dưới để xem coi là ai là người địch nha các bạn. Chứ mình nghĩ chuyện này không thể nào bỏ qua được. Hi, cuối cùng thì tụi mình đã lên được C2. Và đối thủ đầu tiên C2 này đó chính là con boss khá thân thiện nha. Còn Diamond, các bạn xem nó vui chơi với đắt. Ôi da. Ơi. Giải tán các bạn ơi, con này nó chơi mà không vui lắm nha, hay quạo quá. Rồi, ừ, và trái quỷ đầu tiên đó chính là ơi, trái bơm hả? Biết ngay dạ. Mà sắp hết trái xịn rồi, bây giờ nó ra trái lõ không à. Không sao, kiếm còn một hai cây xịn nè, mong là gỡ lại được nha các bạn. Phát lam rồi đi. Nè bro. Ây da. Thôi xong rồi các bạn ơi, đủ combo lõ luôn chứ. Ê, hay là bây giờ tụi mình đặt mìn chứ không? Hay á, kế hoạch hay á Phúc. Để anh dụ nó vô nha. Ôi, theo anh à, ui, vãi chưởng nổ văng cái cây luôn. Ôi, cái cây nổ, CQBD gì vãi. Mày láo, ui, cái sắc so này đẹp á. Vãi chưởng combo trên không được không? Ngầu vãi. Ôi, cái sắc so này mới thiệt là cái kiếm tay S đó nha. Ôi, Phúc coi này hại nè. Đâu, coi chừng ơi, đơn. Mày, không có nhiều đam như vậy. Không sao Phúc ơi, anh vẫn ổn mà. Xoay, và chạy. Vì đắc lại không có chắc quỷ các bạn ơi. Thằng này nó lỏ thiệt đó chứ. Cái bơm này thì quýnh một mình hơi lâu nha. Thấy quýnh không mất máu luôn mà. Chắc đi quá các bạn. Đừng đánh anh Resilient nữa. Chẳng lẽ phải kết thúc clip ở này chỉ vì con boss cười bắp này các ôi! Bạn. Không thế nào các bạn ơi. Mà vì đắc còn một mạng đúng không? Cho anh chơi mạng của em đi. Rồi em dũng gì đánh nó. Tại em không có chắc quỷ đâu mà. Để anh solo với nó hai mạng nha. Ồ, anh thông minh nè cơ. Mày lao. Xẹt. Rồi luôn rồi Phúc ơi.
căng quá các bạn ơi, căng thẳng quá. Chạy đi lên. Cố lên anh Crazy lên ơi. Mày đi. Trời ơi, đừng dùng chiêu đó. Mày đi. Oh my god, hắn ơi. Ok, và con boss tiếp theo chúng ta đó chính là anh chàng mặc áo hồng Steel này, đệ tử của Doflamingo các bạn. Con xài trái lò xo đúng không? Rồi thì dán nãy là tụi mình chỉ nhường con boss đó xíu thôi. Bây giờ thật sự là quýnh nè. Và trái quỷ tiếp theo đó chính là trái quá hay, trái Love, một trái khá là mạnh. Lần này yên tâm hơn nãy các bạn ơi. Chắc nãy mình nghi là do trái quỷ cùi quá hay sao á. Chứ sao tụi mình lại thua con boss được chứ. Đây các bạn ơi, combo bá đạo tụi mình nha. Vừa chạy hồng hạt vừa quýnh luôn. Quất nó. Quất này nó làm gì vậy ta? Anh đang cố. Ây da. Vừa rồi bạn đi 4-1 luôn. Ờ chuẩn, 4-1 luôn các bạn ơi. Let's go, dứt nó bạn. Rồi bây giờ bốn mình sẽ quýnh một mình đó nha các bạn. Ui mạnh vậy, bạn mình mạnh quá vậy. What the fuck? Ủa vậy thôi hả? Ờ sao dễ vậy ta? Con boss tiếp theo nó trong đây nè, anh em đâu rồi? Vô. Đó, tụi mày thấy chưa? Con Doflamingo đó. Đâu lên đánh đâu coi ơi, về đất. Đừng phốt gì vậy? Nhưng mà rất tiếc các bạn ơi, chúng ta phải quay trái quỷ khác thôi. Và trái quỷ tiếp theo của tụi mình đó chính là trái quầy, đừng trái Phoenix nha. Nè bro, trái Phoenix của anh không đánh lại con Doflamingo C1 nữa. Thiệt không ông nội? Thiệt, trái Phoenix của anh chưa có V2. Rồi xong các bạn ơi. Ờ kiếm mà quên nữa, ngon. Nào để hai anh em mình thử sức với lại con Doflamingo này nha các bạn. 3 giờ mình nốt combo block food đỉnh nhất. Ôi em combo ngu vậy. Nè con combo đỉnh nè, mày láo vậy mới gọi combo chứ. Ê cẩn thận phút ơi, phút né nha, cùng nhau đẩy unit lên cùng lúc nha. 1 2 3 đẩy chiêu nào nữa, có vụ lộn nữa, căng lắm phút ơi. Nó biến hình V2 rồi, nó biến hồi máu, anh hồi máu được mà. Dạ, cái gì? Ê, tao đang hồi máu. Ừ, để tao hồi máu, cái quýnh gì quýnh mày. Ơi, what the fuck, phá chiêu luôn rồi. Dạ, phải hồi máu thiệt á, Sao? Ui, sao nó phá chiêu hồi máu luôn liên tục luôn kìa. Khôn quá à. Ê, con boss này nó khôn vậy. Boss này gắn chat GPT vô đầu hả? Thôi, các bạn ơi, rất tiếc, nhưng mà tụi mình nó thua rồi, thất bại thiệt rồi. Mong là các bạn hãy kéo xuống dưới bấm nút like và đăng ký để có thể ủng hộ động lực cho tụi mình nha. Chứ thất bại thì tụi mình buồn quá các bạn ơi.